Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay bên Tùng Nguyễn Audio có dựng cho một vị khách ở Chương Mỹ, Hà Nội một bộ sản phẩm, đó là một đôi loa KB6012JBL. Dòng sản phẩm này là dòng sản phẩm hàng chất lượng của cửa hàng dựng cho anh em chơi với cấu hình bát tép đều giờ xếp, và đôi loa này em đang cung cấp với giá 5,6 triệu một đôi. Và anh em cùng tham quan cấu hình, em có review test thì em đã test nhiều các cái cấu hình này rồi, thì hôm nay em có review cho các bác khách hàng yên tâm khi nhận hàng và các bác cùng tham khảo các cái cấu hình mà khi loa đã lên thùng và xuất hàng cho anh em. Đây là một chiếc loa mà đã được lắp thành phẩm các bác nhé, lưới được dán ngay căng chống bụi, không thể nhìn được ở bên trong bát gì và tép gì, và lưới của nó ngay căng bằng sắt và các cái dòng sơn tinh điện. Lưới của nó cực kỳ hàng chất lượng và dày dặn. Vỏ thùng nhà 601 em thì hai nhà em thì không có đối thủ cạnh tranh luôn. Thùng cái tay của nó là tay bằng sắt này, bình thường các mẫu khác tay bằng nhựa thôi. Đấy, sơn của nó sơn Trung Quốc rất là đẹp. Và cấu hình thì vỏ thùng nhá, vỏ thùng được bắt gen lục giác các bác nhá. Nếu bình thường anh em dựng mẫu KB052 này rẻ được 300.000 một đôi loa vì vỏ thùng của nó không có gen lục giác. Đấy, và đây vỏ thùng của nó gen lục giác. Thứ nhất là không có gen lục giác là một phần, và thứ hai là các cái linh kiện của nó sẽ hơn một chút, thế nên là vỏ thùng nó đắt, không phải là nó hơn mỗi cái lục giác đâu. Đấy, đây là vỏ 6012, vỏ giấy MDF và chất liệu bên trong thùng thì anh em cùng tham quan cấu hình. Em dựng với mẫu phân tần FIA, em dựng với cả tép RCF LD253 từ 120-114, nắp nhôm, chặn nhún của nó là chặn nhún bằng đồng, côn dây dẹp. Đấy, từ 120-114 nắp full 30 là quá là đẹp rồi các bác. Và tiếp tục là em review cái cặp bát đây. Đây là một chiếc bát 30 giờ xếp. Bát 30 giờ xếp này là màng lượn sóng xếp ly, gân vải tẩm dầu là 2 gân. Đấy, xương của dòng này là xương nhôm đúc, xương nhôm đúc và gân vải tẩm dầu từ 190-76. Đít của bát hơi lồi một chút và có đôi 46 cái lỗ, khi công suất lớn nó sẽ tỏa nhiệt và tỏa khí ở đây, nó đỡ gây ra mà lóng côn ở bên trong. Bát của nó thì màng, các bác nhìn thấy màng nó quá nhiều sợi bông thủy tinh luôn, vì cái dòng bát RCF bao giờ nó làm màng rất là đẹp. RCF thứ nhất nó đắt, nó đắt ở xương và đắt ở màng. Đấy, ở trên thị trường có rất là nhiều các cái loại màng khác nhau, có màng trơn, và cái màng này thì em nhập màng RCF, màng lượn sóng xếp ly, lượn sóng xếp ly các bác nhé. Đấy, côn 76 nó chỉ thế này thôi, phân khúc thì đánh từ 190 côn 76. Thì anh em nghe cái dòng RCF này thì nó bát nó, nếu nó so với các dòng 190 thì bát của nó sẽ lực hơn. Đấy, lực hơn, rất là đẹp. Cấu hình loa này em đang dựng cho bác ở Trung Mỹ này thì hôm nay em sẽ gửi Trung Mỹ Hà Nội, nhưng mà em sẽ gửi bưu điện cho anh, vì gửi xe ôm thì nó cũng hơi cao mà nó hơi xa, nên là em sẽ gửi bưu điện cho bác. Cấu hình mặt sau nhé, có nhiều khi quay loa không quay đằng sau. Đằng sau này các bác ơi, các bác nhìn này, đấy, tép giờ xếp nhá, bên trong thùng mặt sau rất là đẹp. Và Tùng Nguyễn hôm nay xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu đến cái đôi loa mà 6012 dựng bát tép giờ xếp có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn Audio. Và anh em có nhu cầu thứ nhất là bát rời, tép rời, phân tần rời, vỏ thùng rời, có thể liên hệ cho Tùng Nguyễn để lên đơn. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.